chấn động, lộc trời ban xuống. Đúng tháng 5 âm lịch 2024, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, gặp thời đổi vận, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý ngay từ đầu tháng. Quý cô bác anh chị kính mến, tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, kinh minh đường tử vi. Nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác, anh chị Đinh Dậu 1957 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao. Đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý tín chủ, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác, để mang đến cho quý cô bác, anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin, thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải, thì mong quý cô bác anh chị Đinh Dậu 1957 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình, thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Đinh Dậu 1957 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị Đinh Dậu 1957 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Đinh Dậu 1957 không phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Tổng quan về tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Theo tư vi phương Đông thì trong số 12 con giáp, người tuổi Đinh Dậu độc lập chi kê, tức là cô độc, trời sinh số mệnh đắc tài phú. Số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng từ 45 tuổi trở đi thì cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Đến khi về già, họ sẽ có cuộc sống tiền bạc đủ đầy, tinh thần viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy, trong tháng 5 âm lịch này, vận trình của người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, sẽ diễn ra như thế nào? Cơ hội phát tài, may mắn, phú quý nào sẽ đến với con giáp tuổi này? Tất cả sẽ có trong luận giải lá số tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Đinh Dậu. Quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết luận giải ngay sau đây nhé. Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, cát tinh, cát tướng nâng đỡ, đang nợ ngập đầu, bỗng nhiên giàu sụ, trả hết nợ nần, sống đời đại gia. Thưa quý vị, năm 1957, theo âm lịch là năm Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa, do phải trải qua đống lửa, nên nhiều người nghĩ rằng năm này là năm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tượng trưng cho sự khôi phục và vươn lên từ đống tro tàn của thất thoát và cơ cực, bay vút lên tới đỉnh cao của thành đạt và thịnh vượng. Bởi vậy, người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, mang trong mình mệnh cách phú quý, là con của trời, hệt như chim Phượng Hoàng vậy. Bản mệnh thường có tính cách thẳng thắn, không sợ quan quyền, điều tiếng, dám nói dám làm. Hơn thế, họ còn rất sắc sảo, hóm hỉnh, ăn nói khéo léo, giỏi xã giao, tài năng có thừa, lại vô cùng quyết đoán. Người này thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình, để tìm ra giới hạn của bản thân. Thông thường, những thành công của họ đa phần phụ thuộc vào trí thông minh và sự tính toán hợp lý, nhạy bén. Người sinh năm Đinh Dậu không quá khó tính, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết, mà tập trung vào toàn cảnh, có tầm nhìn xa trông rộng, cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn, nắm bắt nó để vươn tới thành công. Tuổi này không thích giao du với quá nhiều loại người,
Họ chỉ chọn bạn mà chơi. Đã ghét ai thì ghét ra mặt, khó mà biến thù thành bạn. Tuy nhiên, được sinh vào năm Đinh Dậu hành hỏa, mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, sẽ giúp họ cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi gà còn lại. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đáy lòng vẫn là khoảng lặng kín đáo và sự tham vọng không hề nhẹ. Tuổi Đinh Dậu rất kỳ vọng vào bản thân. Họ ham học hỏi, biết nhìn xa trông rộng, nên thường đặt ra những mục tiêu rất cao, đòi hỏi bản thân phải thực hiện được, hoặc chí ít cũng tạo cơ hội để tự mình trau dồi kiến thức, tìm ra giới hạn bản thân. Hành hỏa cũng ảnh hưởng đến tác phong, phong cách của bản mệnh. Họ tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Những chú gà lửa chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự thông minh, hiểu biết cũng như thái độ tự tin, tinh thần tự chủ của tuổi này là vấn đề không cần bàn cãi. Tuy nhiên, hành hoa có thể khiến họ tự tin thái quá. Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của con giáp này có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Vì ý thức được tài năng và trí thông minh của mình, Đinh Dậu đương nhiên cho rằng cách của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Vì thế, các mối quan hệ xã giao thường thiếu hài hòa là nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn, tranh chấp. Có khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, bản mệnh có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc bằng đôi mắt tinh anh. Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Tình duyên tuổi Đinh Dậu mãnh liệt đầy đam mê. Họ đa cảm, dễ ngộ nhận, yêu vội, nhưng sớm nhận ra vấn đề, rồi trải qua một quá trình tìm kiếm khá dày, mới tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Với tính cách này, thường thì họ yêu sớm, từ thời trung học, nhưng e ấp rụt rè trong việc bày tỏ. Chỉ khi nào họ quá yêu, thì động cơ bày tỏ của họ mới được thôi thúc mạnh mẽ. Nam mạng Đinh Dậu là người năng động, tháo vát, nhanh trí trong tất cả công việc và các mối quan hệ xung quanh họ. Nhưng họ lại có một điểm yếu, đó chính là họ rất nóng tính, khó kiềm chế được cảm xúc, sốc nổi, để rồi nói ra những lời nói làm tổn thương người khác. Nữ mạng tuổi này là người yêu thiên nhiên, rất thích một cuộc sống có cây có cỏ, thoải mái, tự tay họ chăm chỉ học tập, khám phá những điều mới lạ. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Đinh Dậu. Xem tử vi tháng 5 tuổi Đinh Dậu âm lịch, nhờ được nhiều cách tinh cầu chiếu, nên vận trình tháng mới của con giáp này khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung, đây là một tháng mà bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Công việc của bạn không có nhiều áp lực, nhiệm vụ hoàn thành đúng dự định, trạng thái tinh thần khá thông thả. Tháng này là tháng khai vận, nên dường như sự nghiệp ổn định, giúp bạn có đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý. Nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn đấy. Mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài. Công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng. Nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt, nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại, thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Tháng có thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, giúp tình cảm như khai hoa kết trái. Các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp, với người cô đơn thì vui vẻ, tinh thần phơi phới. Nên đây cũng là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện bản mệnh, kết nối tư duyên của mình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái, góp phần cải thiện sức khỏe. Có điều, đừng vì nó tốt mà bạn lãng phí, hãy biết cách nghỉ ngơi, cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất. Cụ thể, về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 âm lịch, người tuổi Đinh Dậu sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu ở thời điểm này. Có thể nói đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi cho các bạn tuổi Đinh Dậu trong công việc, sự nghiệp.
Sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh đem đến cho người tuổi này nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Thêm vào đó, tả phù các tinh chiếu mệnh báo hiệu, có sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, bản mệnh có thêm sự tương trợ từ bên ngoài, thì sẽ càng thêm thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệt và tinh thần chuyên nghiệp, bản mệnh đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống. Để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, tuổi Đinh Dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, năm lần bảy lượt mới nắm bắt được thành công không đến với những người lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Điểm cộng của người tuổi Đinh Dậu trong thời gian này là sự tỏa sáng của bạn. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên Cẩu hung tinh nhắc nhở, hung hỏa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh Trường Sinh và tả phù các tinh chiếu mệnh, người tuổi Đinh Dậu sẽ đạt được nhiều thành công, đạt được vị trí cao trong công việc. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, để đạt được những thành công này, bạn phải nỗ lực và trải qua không ít khó khăn. Ý thức với tinh thần chuyên nghiệp và sáng tạo, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và thành công sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, không nên quá tự tin và chủ quan. Bạn cần phải luôn giữ tinh thần cảnh giới và cẩn trọng để tránh những rủi ro và thất bại đáng tiếc. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kéo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Các khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Về phương diện tài lộc, trong tháng Canh Ngọ, tuổi Đinh Dậu được dự báo sẽ có nhiều cơ hội để tăng tài sản và thuận lợi về tài chính. Kết hợp với khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh, những người tuổi Dậu sẽ có cái nhìn thực tế và thông suốt về mọi vấn đề, giúp cải tiến tình hình tài chính và tài lộc của mình. Theo phong thủy, cách thức tài lộc đến với mỗi người đều được quyết định bởi các yếu tố như mệnh cung, tuổi tác, trạng thái sức khỏe, tinh thần, tình cảm và ngay cả môi trường sống. Và tháng Canh Ngọ là một trong những tháng mang đến nhiều cơ hội để tuổi Đinh Dậu gia tăng tài sản, thuận lợi về tài chính và tài lộc. Sự kết hợp giữa khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh sẽ giúp cho những người tuổi Đinh Dậu nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và cải thiện tình hình tài chính và tài lộc của mình. Ngoài ra, việc có Trường Sinh hộ mệnh và tập trung vào công việc của mình, loại bỏ những điều phiền não cũng giúp tăng cường sự thịnh vượng cho tài chính và tài lộc của người tuổi Đinh Dậu. Công việc sẽ tiến hành trôi chảy hơn, đưa đến sự gia tăng tài lộc và lợi nhuận. Với những lời phán đoán tích cực trên, tuổi Đinh Dậu có thể yên tâm hơn về tài chính của mình trong tháng Canh Ngọ này. Tuy nhiên, bản mệnh nên lưu ý rằng tài lộc không chỉ được quyết định bởi phong thủy mà còn phụ thuộc vào nỗ lực và sự cố gắng của bản thân. Do đó, hãy luôn cố gắng và làm việc chăm chỉ để tài lộc của bạn ngày càng phát triển. Trong việc đầu tư, thiên tài báo hiệu và bản mệnh đều có thể gặp phải những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng mang lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng lớn trong tháng này. Bạn có thể tận dụng thời điểm này để triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ. Điều này sẽ giúp bạn bỏ túi được nhiều lợi nhuận hơn và tăng cơ hội thành công. Một điều quan trọng khác trong tháng này là cần phải bồi dưỡng mối quan hệ hợp tác của bạn. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được nhiều hợp đồng và dự án có lợi hơn. Cũng nhờ quan hệ xã hội tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Điều này sẽ giúp bạn tăng cơ hội thành công và đạt được mục tiêu kinh doanh mà mình đã đề ra. Với tài vận ổn định, bạn có thể thoải đã làm những điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cần tự nhắc nhở bản thân rằng, trong việc giao dịch và đầu tư, bạn cần có kế hoạch cụ thể và không nên tiến hành một cách mù quáng, cảm tính để tránh bị lợi dụng bởi các cái xấu. Đặc biệt,
là khi trong tháng này cũng có thiên cẩu hung tinh hoành hành, một sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá rất đắt. Vì vậy, hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nếu bạn đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc thành công trong kinh doanh cũng cần sự kiên nhẫn, nỗ lực và sự đầu tư thời gian và công sức. Hãy luôn cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để đạt được những mục tiêu kinh doanh của mình. Về phương diện tình duyên, về phương diện tình cảm, tam hợp mang tới cho tuổi Đinh Dậu những cảm xúc đặc biệt, giúp bản mệnh thêm trân trọng hạnh phúc đang có. Tháng này là thời điểm lý tưởng dùng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui về con cái. Bản thân hãy trân trọng, trân quý những gì mình đang có, thêm sự thấu đáo tôn trọng, không vì cái lý của mình, ắt gia đình đôi lứa hạnh phúc bền chặt. Vì gia đạo trong tháng 5 năm 2024 có chút xáo trộn, thị phi nhỏ, có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra. Vậy nên bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức để giảm sự hung hại của tháng này, biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2024 cho thấy thể trạng của tuổi Đinh Dậu trong tháng Canh Ngọ khá tốt. Bản mệnh được lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các chỗ chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cẩu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vì nhắc nhở tuổi Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế di chuyển đi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, đền, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Theo tử vi tháng 5 năm 2024, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi. Trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Đinh Dậu, nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Xem tử vi tuần mục, tuổi Đinh Dậu trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Đinh Dậu, thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết. Nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này, thực thần sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân. Từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian nghỉ dịch đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về phương diện tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân. Bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể. Gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Xem tử vi tuần 2, tuổi Đinh Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Người tuổi Đinh Dậu trong thời gian này, hung cách đang xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán,
nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh. Người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình, thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi Đinh Dậu thực sự chẳng mấy may mắn. Hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt, kiếp tài làm cho thua lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính, tránh những rủi ro và đầu tư vào những là lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Đinh Dậu đang trải qua một thời gian đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn, để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Xem tử vi tuần 3, tuổi Đinh Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy, người tuổi Đinh Dậu sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người, hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu, để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sau dịch mã chiếu mệnh, khuyên những người vướng phải khó khăn, nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí, để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh, nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn. Vì vậy, hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Đinh Dậu. Bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ, để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Xem tử vi tuần 4, tuổi Đinh Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu cơ bản là tiến trần thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trăng sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sau thiên cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Đinh Dậu phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chịu ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết dang dở. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Thìn, màu sắc may mắn, vàng, hồng. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Đinh Dậu, tháng 5 âm lịch 2024. Lời khuyên dành riêng cho người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Đinh Dậu nên làm gì? Trong tháng 5 năm 2024 âm lịch,
người tuổi Đinh Dậu nên nắm bắt cơ hội để thực hiện thật tốt những dự định của bản thân, đồng thời không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó nên tu dưỡng thiện lương, thấu tình đạt lý, thu mình khiêm tốn, cẩn trọng cảnh giác. Người tuổi Dậu không nên làm gì? Người tuổi Đinh Dậu không nên quá liều lĩnh, làm nhiều, đầu tư ăn sồi ở trong giai đoạn này mà nhớ việc. Ngoài ra, cũng không nên tin người quá, cũng không dễ tự chuốc họa vào thân. Tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ về giờ sinh phát tài và phong thủy cải vận cho tuổi Đinh Dậu trong tháng 5 âm lịch 2024 này. Sinh giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, do Dậu Kim sinh Tý Thủy, nên người tuổi Đinh Dậu có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhược điểm của người này là không có ý chí kiên cường, không đủ năng lực để đảm nhận việc lớn, lại có tiểu nhân quấy phá, nên cũng phải trải qua thất bại, tổn hao tài sản. Sinh giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, người tuổi Dậu sinh vào giờ Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đầy đủ, hành sự trượng nghĩa, nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp. Sinh giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, người tuổi Dậu sinh giờ Dần có sức khỏe tốt, tính tình trung thực đôn hậu. Cuộc đời người này tuy không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng cũng thăng trầm bất ổn, số mệnh tốt xấu song hành. Sinh giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, cuộc đời của người tuổi Dậu sinh vào giờ Mão cũng lên xuống trắc trở, lúc nào cũng trong trạng thái tất bật làm việc. Dù là người thông minh nhưng lại độc đoán, tính tình cổ quái, không dễ hòa đồng, lại hay vạ miệng, nên dễ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi. Sinh giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, vì Thìn thổ sinh Dậu Kim nên người này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng, tuy có lúc gặp thất bại nhưng tổn thất không lớn. Người này có tính cách ôn hòa, chân thành đối đãi mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán nhưng lại khá cố chấp. Dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được là người trợ giúp, nên đều phát triển thuận lợi. Sinh giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, người tuổi Dậu sinh giờ Tỵ, Tỵ hỏa khắc Dậu Kim, cuộc đời thăng trầm, hạnh phúc và trắc trở song hành, dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại. Trải qua thất bại để rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều thành công hơn. Sinh giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, đa số người tuổi Đinh Dậu sinh giờ này đều thông minh, lanh lợi, làm việc đâu ra đó. Người này được sự hậu thuẫn của gia đình, lại có quý nhân phù trợ, nên công danh, sự nghiệp thuận lợi, thành đạt. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời khó tránh việc cãi cọ, tranh giành. Sinh giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, người tuổi Đinh Dậu sinh giờ Mùi có tài năng, sự nhạy bén, ra ngoài được quý nhân phù trợ, nhưng tính tình ngang ngược, hung bạo, cơ thể hao tốn tiền của vì gây hại cho người khác. Người này có số xa quê hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, tiền vận gian khó, trung vận chuyển biến tốt, hậu vận hưởng phúc lộc. Sinh giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, sinh vào giờ này, người tuổi Đinh Dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiếu song toàn, không quý thì phú, ra ngoài thành đạt, vang danh tứ hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Sinh giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, vì Dậu Kim sánh vai nên người tuổi Dậu sinh giờ bản mệnh có số làm quan, tài lộc dồi dào, nhưng cuộc sống khá nhiều sóng gió và mắc bệnh nhẹ. Sinh giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, người tuổi Đinh Dậu sinh giờ Tuất có dịch mã chiếu mệnh, nên có số xuất ngoại, lập nghiệp ở xứ người, bô ba khắp nơi cầu tài, gặt hái được những thành quả to lớn. Tuy nhiên người này gặp trắc trở trong tình yêu và hôn nhân. Sinh giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, sinh giờ Hợi, người này thông minh linh hoạt, sở kinh doanh buôn bán, có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy phải sống xa quê nhưng khá thành đạt, tài lộc song toàn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng
nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.